Xin chào các bạn. Chương trình 10 phút online của Đức Thánh Linh mỗi ngày chúc phước cho các bạn ngày hôm nay đầy dẫy sự vui mừng, đầy dẫy sự bình an và đầy dẫy sự thấy hạnh. Chủ đề nhỏ ngày hôm nay, Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn hỏi chúng ta rằng tiền của, danh dự hay tính cách của con người, bạn chọn lựa điều gì? Tất nhiên, trong một xã hội đầy dẫy sự băng hoại, một con người đạo đức chuẩn mực bị hạ thấp, các bạn ạ. Cái hệ thống giá trị, hệ thống nguyên tắc sống của họ bị rẻ mạt hóa, thì họ sẽ chọn điều đầu tiên là tiền của. Bởi vì họ là nô lệ của tư dục, nô lệ của xác thịt, nô lệ của ma môn. Lòng tham tiền, như lời của Đức Chúa Trời đã cảnh cáo những ngày sau đó, họ tham tiền, ích kỷ, sất sược, lừa thảy phản bạn. Họ sẽ chọn đầu tiên là tiền của, các bạn ạ. Và chúng ta nhìn thấy ở trong xã hội ngày hôm nay, đầy rẫy ở trong các nơi, trong gia đình, trong hôn nhân, trong cộng đồng, trong chính phủ, họ chọn tiền của trước, các bạn ạ. Mặc dù ai cũng hiểu rằng phải tôn trọng danh dự là ai cũng hiểu danh dự là tốt hơn cả, các bạn ạ. Nhưng họ không làm như vậy. Bởi vì hệ thống giá trị cốt lõi ở trong lòng họ là tiền bạc. Hệ thống giá trị cốt lõi trong lòng họ không phải là những hệ thống giá trị cao sang, bởi vì họ là con người thấp hèn, các bạn ạ. Chúng ta cũng biết nhiều nền văn hóa Nhật hay châu Âu, những samurai, những nhà trí thức khác ở châu Âu, những nhà quý tộc khác ở châu Âu, họ đã sẵn sàng bỏ mạng để họ giữ bảo toàn danh dự của họ, các bạn ạ. Thậm chí ngay cả một nhà văn của chế độ độc tài cũng đã nói rằng thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn là le lói ngàn năm, các bạn ạ. Bạn ơi, ngày hôm nay cái chọn lựa tiền bạc, danh dự và tính cách rất là vấn đề thiết yếu và cấp bách đối với chúng ta. Nhưng ít khi chúng ta đặt câu hỏi này, các bạn ạ. Bởi vì chúng ta bị vào trong cái vòng luẩn quẩn của chế độ bóc lột nô lệ hiện đại và chỉ có đi làm, bận bịu, không lúc nào nghĩ về bản thân mình, không lúc nào nghĩ về ý nghĩa giá trị cuộc đời, và tiếp tục vào trong cái vòng xoáy luẩn quẩn của nô lệ. Lời của Chúa trong Châm ngôn đoạn 1, đoạn 22, câu 1 có nói: danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều, và ơn nghĩa quý hơn bạc và vàng. Wow! Hóa ra ở trong đây, danh dự là danh tiếng đấy, các bạn ạ, còn hơn tiền của nhiều. Và ơn nghĩa là những điều từ danh tiếng làm ra còn hơn cả bạc và vàng. Nhiều người đạo đức, họ chuẩn mực đấy, họ của họ thiên về cái điều này, và họ sẵn sàng là vì danh dự họ mất cả tiền bạc, vì danh dự họ mất cả gia tài, vì danh dự họ bảo toàn, các bạn ạ. Nhưng tôi nói cho bạn biết, còn một điều tuyệt vời hơn cả danh dự mà chúng ta phải giữ, đó là tính cách của con người, các bạn ạ. Chỗ nào nói như vậy? Bạn ơi, Thi Thiên 138 câu 2 có nói: tôi sẽ thờ lại hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa, vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh của Chúa. Wow! Ta nhìn thấy ở trong đây ơn nghĩa của Ngài là cái sự nhân từ, sự chân thật của Chúa mà làm cho con người phải biết ơn, phải thờ lại. Nhưng David được Thánh Linh của Chúa cảm hóa ở đây, David cũng nhận thấy rằng còn một cái điều khác còn cao trọng hơn, đó là lời của Đức Chúa Trời. Danh của Đức Chúa Trời tuyệt vời, bởi danh của Đức Chúa Trời, danh của Chúa các Chúa, vua các vua, Chúa của các thần và Chúa mọi loại xác thịt, Chúa của tất cả các loại tạo vật trên thế gian này, các bạn ạ, mà Ngài ban cho chúng ta là cái danh tuyệt vời. Vậy mà còn cái điều còn cao hơn cả danh của Ngài, tức là hơn cả danh dự của Ngài, đó là lời của Chúa Trời. Vì danh dự hay là danh tiếng chỉ có thể hiện được bản tính, bản chất của đấng tạo hóa, nhưng lời của Đức Chúa Trời thì chính là bản chất của Ngài, các bạn ạ.
Nên vì thế chúng ta nói tính cách, khi nói tính cách con người, đó chính là bản chất thật của người đó, đó chính là những điều người ta sẽ mang đi. Khi bạn có tính cách thật, bạn có bản chất thật, thì bạn không lo bị mất danh dự. Và khi bạn không lo mất danh dự thì bạn cũng chẳng lo tiền của nó sẽ chạy đến bạn sớm hay muộn mà thôi. Nhưng danh dự mà cố giữ những tính cách không có thì danh dự đấy nó chỉ có một thời gian thôi, rồi nó sẽ bị mất theo năm tháng, rồi sẽ bị lịch sử xét lại và sẽ quy tội thế nào đó. Chúng ta nhìn thấy trong lịch sử có những lãnh tụ của những thể chế độc tài đã được từng tuyên dương như bố già anh hùng dân tộc, đã từng được ca tụng tán dương, đã bao nhiêu sách sử, bao nhiêu sách vở văn chương đã ngòi bút của các chế độ độc tài đã phải ca ngợi danh dự của những con người đó, của những thể chế đó. Thế nhưng bạn ơi, nhưng vì tính cách không có, bản chất là bóc lột, bản chất là lừa dối, bản chất là độc tài, bản chất là gia trưởng tham nhũng, bản chất là cướp giết hủy diệt, nên danh dự chẳng mấy chốc thôi, cái màn che phủ nó thoát ra khỏi dân, họ nhìn thấy hóa ra là bố già độc ác, hóa ra băng đảng mafia, hóa ra là lãnh tụ tôn giáo độc tài, độc quyền, độc đoán. Ồ, và danh dự mất đi luôn các bạn ạ. Lịch sử sẽ lại. Vì thế bản chất thật sự lại còn đời đời, và Chúa rất khôn ngoan, Chúa luôn kêu gọi chúng ta xem tập tính cách của chính bản thân mình giống như Ngài. Vì thế mà trong lời của Chúa Trời, ngay từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời dựng con người đã theo hình và tượng của Chúa Trời. Amen các bạn. Để mà cai trị muôn vật các bạn ạ. Cái danh dự tốt đấy, danh dự tốt là điều rất hay. Nó sẽ cho cái người đó ảnh hưởng, để người đó có thể lan truyền được những hệ thống tư tưởng, hệ thống giá trị, nguyên tắc của cuộc sống mà mình đang tôn thờ vào trong đời sống con người các bạn ạ. Ngày hôm nay đứng trước thảm trạng của xã hội, thảm trạng của dân tộc, bạn chọn lựa gì? Nếu bạn chỉ chọn lựa danh dự mà thôi, chọn lựa danh dự cho mình, cho công ty của mình, cho tập đoàn của mình, chọn lựa danh dự cho giáo hội của mình, hội thánh của mình, mà không tính đến bản chất, tính cách phù hợp với cái hệ thống giá trị nước của Chúa Trời, tính cách của Ngài, thì cái danh dự đó sớm muộn cũng sẽ tan theo mây khói. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi gặt lại giống đó. Chúng ta nhìn thấy có những người họ chạy từ hội thánh họ sang hội thánh kia, họ chạy từ chỗ họ sang chỗ kia vì cái danh dự của họ, họ cố bảo toàn cái danh dự của họ các bạn ạ, nhưng họ không nắm chặt vào cái tính chất trung thành, trung tín của Đức Chúa Trời. Mà lần trước chúng ta có nói rằng trung thành thì bạn sẽ hưởng được gia tài. Không thiếu những mục sư, họ có ơn truyền giảng, ơn nói, ơn đu đủ các thứ các bạn ạ. Nhưng cái ơn đó nó chỉ có thể là lừa được những người chưa trưởng thành thuộc linh các bạn ạ. Có những người có trưởng thành thuộc linh, họ sẽ nhìn vào tính cách, họ nhìn vào bản chất, và ai mà hiểu bản chất thì khó mà lừa dối được họ các bạn ạ. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy ở đất nước Việt Nam cũng như châu Âu, châu Phi chẳng hạn, đặc biệt châu Phi và châu Á ấy, họ ấy chạy theo những người có tiếng, có danh các bạn ạ, mà không hiểu bản chất. Đấy là một điều rất là phải thận trọng các bạn ơi, bởi vì bạn không hiểu bản chất thì bạn sẽ bị lừa bạn ạ, bạn sẽ bị lừa. Bởi vì không thiếu những phù thủy mặc đội lốt mục sư các bạn ạ, đội lốt tiên tri để mà cũng nhờ danh Chúa để đuổi quỷ, vì Chúa cũng nói thôi, danh Chúa thì vẫn sử dụng được để đuổi quỷ các bạn ạ. Nhưng cái động thái đấy, những cái bản chất bên trong đấy, bạn cần phát hiện. Và vì thế rất cần cái ơn phân biệt các thần ở đây để Chúa ban cho các bạn, bạn mở mắt ra và nhìn thấy cái bản chất thuộc linh, bản chất của con người đó, bản chất của sự việc đó các bạn ạ. Bạn hãy chọn lựa đi, tiền của, danh dự và tính cách. Ngày hôm nay Đức Thánh Linh đang giúp dã lòng của bạn. Ngài có thể cáo trách bạn trong nhiều công việc, Ngài cáo trách bạn trong nếp sống, nếp nghĩ của bạn, Ngài cáo trách bạn trong hoạt động của bạn, trong đời sống cá nhân, gia đình, cũng như trong giáo hội, hay trong đoàn thể, hay trong chính phủ. Bạn chọn lựa gì? Hãy nhớ, nếu bạn chọn lựa tính cách thì bạn sẽ còn được đời đời, và cái tính cách đó nó sẽ mang cho bạn danh tiếng đời đời, ơn nghĩa đời đời, và bạn sẽ hưởng dưỡng đời đời và cùng với Đức Chúa Trời.
cai trị muôn vật cho cái ngày phán xét của Chúa. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho bạn và bạn làm ra sự chọn lựa đúng đắn. Bạn ơi, hãy chọn lựa đúng đắn và bạn sẽ không hổ thẹn với sự chọn lựa của mình. Nguyện Chúa ban ơn cho bạn. Giới hạn 10 phút nên không thể chia sẻ được rất nhiều điều mà trong cái đề tài nhỏ này có thể chia sẻ hơn cho các bạn. Nguyện Đức Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ các bạn. Nguyện Đức Thánh Linh tiếp tục vận hành cho các bạn và chúc phước cho bạn. Tạm biệt các bạn và nhờ các bạn hãy chia sẻ clip này cho nhiều người khác để các bạn, người đó họ cũng được thay đổi, để họ chọn lựa tình cảnh giống như Chúa Trời. Và khi đó danh tiếng cùng những sự giàu có thật sẽ chạy theo họ. Cảm ơn các bạn.